Kính bạch sư, con có câu hỏi là con có nghe trong kinh có nói một vị sư đang đi qua một ngôi làng có căn nhà phát sáng hào quang, nên vị sư này vào xem là ai, không ngờ là một bà lão đang niệm lục tự đại minh thần chú, không biết là có thật không thưa sư. Thì cái này sư trả lời ngắn gọn luôn là không, nói như thế nào ha. Bây giờ thôi, bây giờ sẽ đưa ra hai cái cơ sở đi. Một á là có thật và hai là không có thật. Nếu mà trường hợp người ta vì cái mục đích cá nhân mà không có ta, cái chuyện không nói có thì thôi cái đó để qua một bên đó. Còn một cái trường hợp như vậy nữa nè: làm ơn làm phước giùm sư đừng có ham ba cái vụ phóng quang. Bởi vì không phải cái gì phóng quang nó cũng đại diện cho chánh pháp. Quý vị biết là có rất nhiều tôn giáo, có rất nhiều những người tà kiến mà họ, cái phương pháp thực hành của họ vẫn có thể phóng quang như thường. Xin nói thậm chí một con bò mà khi nó chết nó vẫn phóng quang. Trong kinh có mô tả lại, có trường hợp con bò nó chết nó phóng quang, con chó nó chết nó phóng quang. Rồi người ta thấy cái con bò nó chết nó phóng quang như vậy, có người ta nghĩ là con bò này chắc đắc đắc cái gì đó, rồi người ta sống theo hạnh con bò. Rồi trong trường hợp người ta thấy con chó nó chết nó phóng hào quang, thì người ta thấy hiện trường người ta sống theo hạnh con chó. Mà Thế Tôn nói cái người mà sống theo hạnh con bò là chết đi vào loài bò. Mà nếu như họ suy nghĩ theo cái kiểu tà kiến là mình sống cái kiểu này là mình chết mình sẽ sanh thiên hoặc sẽ giải thoát, thì đi thẳng xuống địa ngục. Trường hợp của loài chó cũng vậy, lẽ ra là sống cái kiểu như con chó đó chết sẽ đi vào loài chó, nhưng mà với tà kiến thì họ sẽ đi xuống địa ngục. Cho nên ấy, một người mà thấy người khác phóng hào quang mà mình nhào theo ha, nhào theo, thì với cái tà kiến đó thì họ hoàn toàn có thể đi địa ngục. Cho nên á, xin nhắc để cho quý vị biết một sự thật là không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng, không phải cái gì hào quang cũng là chánh pháp. À, chỗ tự nhiên ra một câu quá hay ha. Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng, không phải cái gì hào quang cũng là chánh pháp. Tự nhiên cái ra được câu tuyệt vời. Thì đó, đừng có ham ba cái vụ phóng quang giùm sư nghe. Không thôi là mình chết ấy. Còn cái lục tự đại minh thần chú thì sư xin thưa là Phật giáo Nguyên Thủy, từ trong kinh lẫn trong chú giải Tika, Athakatha và Tika không hề có nha. Cho nên á, sư nói nó kỳ nghe. Một người mà tu tầm bậy tầm bạ mà họ nhìn một cái ly, cái lon Coca-Cola, họ niệm Coca-Cola suốt, thì cái lon Coca-Cola đó nó vẫn phát sáng như thường. Nó vẫn có những cái bùa, những cái thuật, và thậm chí người ta tu những cái pháp môn tầm bậy tầm bạ nó vẫn phóng hào quang. Cho nên một lần nữa sư nhắc nhớ giùm sư, không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng, không phải cái gì hào quang cũng là chánh pháp, nhớ giùm nha. Thành ra là đừng có chạy theo ba cái vụ hào quang đó giùm sư, sư ớn lạnh lắm. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ như thế nào về vấn đề này. À, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Riêng câu hỏi này thì Đức Thanh Tại làm nói chung là rất sáng tỏ. Cái điều quan trọng nhất là mặc dù có một cái điểm mà Đại Đức có nói mà sư cũng xác nhận luôn, đúng là trong Tam Tạng Kinh điển Pali thì chú giải là phụ chú thưa quý vị. Xin nhấn mạnh nha, trong Tam Tạng Kinh điển Pali chú giải lần phụ chú thì không thấy đề cập đến cái nói là cái gì lục tự đại minh thần chú này. Đó. Tại vì quý sư trả lời chỉ gói gọn trong Tam Tạng Kinh điển Pali thôi. Nó rõ như vậy. Còn cái phương diện mà gọi là ở ngoài có cái này không này nè, thì đó là chuyện bên bên ngoài.
Mà chỉ bên ngoài thì quý vị biết là ôi nếu mà bên ngoài nó đủ thứ chân, làm sao mà kiến thức con người nó có hạn, làm sao mà quý sư có thể biết hết được. Cho nên ở đây là quý sư chỉ có gọn đó thôi, chứ quý sư không có phản bác nha. Phản bác là cái lục tự đại minh thần chú này là không có, nó rõ là như vậy. Còn một lần nữa xin xác nhận thưa quý vị về cái câu nói của Đức Hành Tệ, nói là đúng là cái phương diện mà nói là cái vấn đề mà hào quang rồi những cái điều mà kỳ diệu thì đúng là thật sự chú thuật thưa quý vị, chú thuật thời Đức Phật đó. Chú thuật của những bà la môn rất là lợi hại thưa quý vị. Nếu mà nói về các loại mà chú thuật bùa ngải ở trên thế giới á, ví dụ bùa Thái, bùa Campuchia, không bùa Nam Giang đó, đó các loại bùa ngải đó. Xin thưa là không nào qua chú thuật của bà của các bạn đúng không? Thậm chí là trong có những cái loại bùa đó, là bùa mà cái vị mà xài làm bùa đó có thể đi trên hư không đó, có thể đi lên những cái cõi trời mà chỉ là bùa thôi nghe, chứ phải thần thông đó nha. Nó những chú thuật á, chú thuật nó ghê chứ. Cho nên suy ra là cái vấn đề mà phát sáng hào quang này nè, sư cũng đồng ý với Đức Hành Tệ là mình đầu tiên nhiệm vụ của mình, bất cứ ai làm cái điều gì, bất cứ điều gì mà mình cảm thấy nó phi thường, hào quang hay là thấy ở ông đó đứng trên mặt nước hay đứng trên ngọn cây cao này nọ kiểu như không, hay là ông đi bay 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 không, hay là về 5 phút nghĩa là 1 tiếng, thấy ở 1 tiếng là ông đang ở khoảng cách mà mình mà 20 km, mà 5 phút sau là không thấy ông đó nữa, thì mình phải cẩn trọng những điều này. Quan trọng nhất là phải chánh kiến quý vị. Nếu mà quý vị thì nhấn mạnh, nếu quý vị là một người Phật tử, là một người có cái sự mà ghê sợ chán sợ sinh tử luân hồi, thì hãy theo đúng là Phật dạy không, thì thay vì những cái điều mà vi diệu này nè, thì mình hãy hướng đến một cái điều vi diệu mà Đức Thế Tôn nói, đó là gì? Đó chính là lậu tận minh quý vị. Trong các nhưng mà trong các thần thông đó, Đức Phật nói là đệ nhất về các thần thông chính là lậu tận minh không? Đó đó là cái đó, đó đó là mình mới hướng theo đó. Mà muốn muốn được đó thì phải sao, phải hành thế giới định tuệ. Còn những cái điều mà mình gọi là những cái điều mà ở thế gian cho là vi diệu nọ, thì mình cần phải suy xét lại, chứ đừng mình đừng vội tin để dễ rơi vào tà kiến. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi ở đây. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.